Cái gì ạ? Thank you.
Okay.
Đông, 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 đông. Đông, đông, cánh đông.
Hiền kìa, cái chạy cứ lên Hiền đấy, cứ Hiền luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì anh? Này gôn vẫn còn đấy. Bóng đá. Hôm nay có một chiếc nghiệp bóng đá. Chế là mẹ luôn. Bắt nào dính bắt này. Con tay xịn nó khác. Mày đi in đấy đi. Mày đi in đấy đi. Thank you.
Alo, alo. Cầm 1 làm chưa, 4 1 nhỉ? Alo, mời các bạn quay trở lại sân đấu Thành Phát để theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai đội Fan và FPA trong khuôn khổ vòng 2 giải bóng đá C-Tech Open. Tỷ số hiệp 1 hiện đang là 4-1 nghiêng về đội FC Fan. 4 cầu thủ ghi bàn của FC Fan là Quốc Đông 1 bàn, Giang Còi 1 bàn, Tình 1 bàn. Người còn lại là Hiền. Trọng tài vừa thổi còi, hiệp 2 bắt đầu. Các cầu thủ FPA đang có bóng số 9. Để tiện cho quý vị các bạn theo dõi, tôi xin giới thiệu danh sách đội bóng FPA như sau. Thủ môn là Phạm Tuấn Anh, các cầu thủ Trương Tú Anh, Nguyễn Thành Luân, Phạm Quang Bảo đội trưởng, Phạm Anh Dũng, Nguyễn Bá Dũng, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Anh Nga, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Quang, Lê Văn Cường, Trần Như Quỳnh, Nguyễn Quang Tiến, Trần Thế Việt và Phạm Trung Dũng. Quan sát trên sân, hôm nay tôi nhận thấy là Phạm Trung Dũng không có mặt. Bên phía FC Fan, danh sách đội bóng FC Fan thi đấu ngày hôm nay như sau. Hoàng Văn Tôn đội trưởng, các cầu thủ Trịnh Hoài Đông mang áo số 69, Hoàng Minh Giang. Vừa có một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra ở khung thành FC Fan. Các cầu thủ FPA được quả phạt góc. Số 26 Văn Tình đang chỉ huy FC Fan phòng ngự. Nguy hiểm. Giang không được. Tình huống vẫn rất lộn xộn. 16 Văn Tình đang có bóng. Cơ hội không được. Pha phá bóng rất quyết liệt của cầu thủ bên phía FPA, đó là số 2. Tôi xin giới thiệu tiếp đội hình của FC Fan. Đội trưởng là Hoàng Văn Tôn, cầu thủ Trịnh Hoài Đông, Hoàng Minh Giang, Hoàng Hải hiện đang bắt gôn. Trần Văn Hiền, Trần Công Tình, Hoàng Văn Khánh, Hoàng Viết Chiến, Hoàng Minh Tân, Trần Xuân Hứa, Phạm Ngọc Thành, Trần Quốc Đông, Lê Quang Hòa và Bùi Thanh Bình. Bùi Thanh Bình đang mang áo số 16, đang thi đấu hậu vệ lệch trái bên phía FC Fan. Cầu thủ có bóng là 19, Giang Còi. Cơ hội không được. Trần Hiền, Trần Hiền mang áo số 13 bên phía FC Fan. Cú sút không chính xác. Cầu thủ băng có bóng bên phía FPA là Nguyễn Quang, anh ghi đấu hậu vệ lệch phải. Không được, một pha đánh đầu truyền nhưng bóng đi không chính xác. Trịnh Hoài Đông, Tôn đang thi đấu ở vị trí trung vệ phòng. Không được, Hoàng Minh Giang vừa cài người nhưng không thành công. Tôn, quan sát trên sân, hiệp 1 Tôn thi đấu hậu vệ lệch cánh. Sang hiệp 2, không được. Một pha đá dàn khó hơn đá vào của Văn Tình. Văn Tình thường ghi những bàn thắng rất khó, còn những pha bóng dễ thì anh thường đá ra ngoài. Cầu thủ đang có bóng bên phía FPA là Luân.
người ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho FPA. Tôn đang thi đấu rất xuất sắc. Quan sát trên sân, đội tuyển hai cầu thủ đá cao nhất đến với FC Fan là Văn Tình và Hoàng Minh Giang. Hoàng Minh Giang là số 19. Ở hiệp 1 anh thi đấu tiền đạo lùi, sau đó anh di chuyển xuống hậu vệ cánh. Sang đầu hiệp 2 anh lại thi đấu ở vị trí tiền đạo lùi. Hoàng Minh Giang thi đấu tốt cả hai chân và thì anh đá được tốt cả hai cánh. Nhận quan chiến thuật của anh tốt, do vậy anh có thể đá được ở vị trí tấn công. Người đang có bóng là Thôn. Hoàng Minh Giang đang có bóng. Thoát không được. Một pha động tác giả rất khéo. Cầu thủ đang có bóng là đội trưởng Quốc Bảo. Cầu thủ FPA đang kéo giãn hình của FC Fan. Trần Hiền. Trần Hiền thi đấu rất ổn định, anh công thủ toàn diện và có thể sút xa rất tốt. Giang Còi. Cơ hội cho Trần Hiền, không được rồi. Khá nguy hiểm. Trần Hiền xoay sở rất khéo léo. Anh là cầu thủ công thủ toàn diện, thi đấu cả hai chân rất tốt. Hiện tại trên sân đang có hai quả bóng. Tuy nhiên trọng tài không cắt còi và để trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Đá biên lên. Không hùng, không hùng. Trọng tài đã tung bóng. Số 9 Quang. Không được. Cầu thủ đang có bóng là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất của giải đấu này, Trịnh Hoài Đông. Hiện tại đang là số 4 Quốc Bảo. Không được, anh hơi thiếu sức dướn. Vào chiều nay giải bóng đá OPEC Super, giải bóng đá CITEC Open có 3 trận đấu diễn ra vào cùng thời điểm 17:30. HTD gặp FC Enco, FC Hà Đông gặp FC CITEC và FC Fan gặp FC FPA. Ở trận đấu này FC Fan được tính là đội chủ nhà. Họ đang dẫn đầu bảng đấu sau thắng lợi 8-4 ở trận khai mạc. Hiệu số của họ đang là dương 4. Cơ hội. Khá nguy hiểm. Hoàng Tôn đã giữ đúng vị trí. Anh bay hết góc sút của số 19 bên phía FC FPA. Cầu thủ vừa sút bóng bên phía FPA là Phạm Anh Dũng. Một pha phạt góc cho FPA. Được. Hoàng Minh Giang đang có bóng. Rất dẻo. Đi không. Chuyền ra. Trần Hiền sút ra được. Rất đồng đội. Không được. Hoàng Minh Giang hơi lưỡng lự trong pha dứt điểm. Nguyễn Thành Luân đang thi đấu rất xuất sắc. Bên phía đội FPA anh vừa có pha tổ chức tấn công rất mạch lạc. Trần Hiền. Giang Còi đang xin bóng. Giang Còi đang định một pha đột phá của Giang Còi, tuy nhiên anh lại quyết định chuyền về. Số 69, Trịnh Hoài Đông. Trần Hiền. Trần Hiền thi đấu rất rộng. Số 16 bên phía FC Fan là Bùi Thanh Bình. Anh vào sân từ hiệp 2 và đang đá vị trí hậu vệ cánh trái. Không được, một pha đá biên hơi vội. Thành Luân. Không được. FPA đang tổ chức tấn công.
Thành Luân. Không được. Thủ môn Hòa thi đấu khá chắc chắn trong ngày hôm nay. Anh có đôi tăng găng tay mới. Tôn. Không được. Một pha đợi bóng của Trần Hiền. Thành Luân. Thành Luân là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía FPA. Quốc Bảo đợi bóng rồi. Nhưng anh vẫn có bóng. Không, bóng không chạm tay. Trọng tài đã chính xác trong tình huống xử lý vừa rồi. Trần Hiền đang giữ nhịp rất tốt. Trong hiệp thứ nhất, Trần Hiền với Quốc Đông là hai cầu thủ quán xuyến vai trò giữa của FC Fan. Tuy nhiên sang hiệp 2, Quốc Đông ra bình luận. Hoàng Minh Giang. Tôn. Cầu thủ Thanh Bình vào sân thể lực còn rất tốt. Tuy nhiên anh không chịu khó tham gia tấn công một chút nào. Anh chủ yếu lo về phòng ngự. Có thể thấy trong hiệp 2 này FC Fan đang nhường thế trận cho FPA. Trung bóng. Trọng tài xác định sẽ có một pha đá biên lên cho FPA. Không phải. Như vậy là có một pha đá phạt. Nguyễn Quang đang về xin bóng nhưng mà có vẻ sẽ thủ môn sẽ phất lên. Quốc Bảo cơ hội. Dũng rất khéo. Tuy nhiên thủ môn Hòa tuy nhịp đầu xử lý bóng khá lập vập, anh vẫn có thời gian để quay về sửa sai. Tôn. Trọng tài xác định có tình huống chạm tay và sẽ có một pha đá phạt dành cho các cầu thủ FPA. Đây là cơ hội để FPA rút ngắn tỷ số xuống còn 4-2. Thành Luân. Vào 2-4 chữ FPA. Một pha tổ chức khá mạch lạc. Cầu thủ ghi bàn có vẻ là Quốc Bảo. Thời gian thi đấu của hiệp 2 còn hơn 20 phút nữa. Thành Luân là cầu thủ kiến tạo cho tình huống vừa rồi. Có thể thấy Văn Tình và Hoàng Minh Giang kết hợp ở trên hàng tấn công của FC Fan không được mạch lạc cho lắm. Hai cầu thủ thi đấu khá rời rạc. Có một tình huống đá biên dành cho FC Fan. Người đang đứng trước bóng là Thanh Bình. Tôn. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này thì FC Fan vẫn có cơ hội ở trong top đầu trong bảng xếp hạng CTEC Open. Trần Hiền thoát passing rất tốt. Giang chân trái rất tốt vào. 5-2 cho FC Fan. Người ghi bàn là Hoàng Minh Giang. Đây là bàn thắng thứ hai của Giang Còi. Anh có nickname là Giang Còi. Người kiến tạo là Trần Hiền. Như đã nói ngay phút đầu là Hoàng Minh Giang có thể thi đấu tốt cả hai chân. Anh không ngại sút ở chân trái.
chính những tình huống sút bất ngờ bằng chân trái khiến cho thủ môn mất phương hướng. Có thể nói bàn thắng nâng tỷ số lên 5-2 của Hoàng Minh Giang là bàn thắng rất quan trọng. Nếu FPA gỡ xuống thành 3-4 thì rất có thể là FC Fan sẽ không đảm bảo được một chiến thắng. Thủ môn Hòa đã thi đấu an toàn trong tình huống vừa rồi. FC Fan phải tạo một thế trận cách biệt để Hoàng Hải có thể lên thi đấu tấn công. Bên phía FC Fan không có thủ môn chính thức và các cầu thủ thay nhau bắt. Một pha cản phá tốt của Hoàng Hải, phản công cho FC Fan vẫn là Giang Còi. Rất tốt. Không được. Pha chuyền bóng của Giang là hơi non. Hoàng Tôn. Anh chuyền cho Đông. Vẫn là Tôn. Có thể nói là Tôn giữ bóng rất tốt. Trần Hiền xoay con ba cực hay. Cơ hội đóng đi. Khá nguy hiểm. Văn Tình có vẻ rất thất vọng trong tình huống vừa rồi. Anh xin bóng nhưng mà không được. Quốc Bảo. Hoàng Tôn đã đọc được ý đồ chuyền bóng của Quốc Bảo. Sẽ có phản góc cho FPA. Dũng không được. Phạm Anh Dũng vào sân từ cuối hiệp 1. Anh thi đấu trên hàng tiền đạo. Phản công cho FC Fan 3-1. Tình. Một pha xử lý tốt của Tình. Quang đang có bóng. Thanh Bình. Thanh Bình gợi nhớ đến cầu thủ Phan Văn Hậu của Hoàng Anh Gia Lai. Anh có tâm hình khá mảnh khảnh. Thành Luân. Một pha lăng chân của Thành Luân. Phạt góc cho FPA. Nguyễn Quang đang đứng trước quả phạt này. Khá nguy hiểm. Cơ hội vào. 3-5. Cầu thủ lập công là Quang Bảo. Đây là bàn thắng thứ 2 của Quang Bảo trong trận đấu này. FC FPA đang động viên nhau. Chỉ còn 2 quả nữa thôi là họ sẽ san bằng tỷ số 5-5. Cầu thủ kiến tạo là Quang, Nguyễn Quang. FPA có một tiền đạo cắm khá lợi hại. Đông đang bị quay. Sẽ có pha đá lên dành cho các thủ Fan. Không đúng. Trọng tài xác định là thủ môn sẽ đá lên. Tình, một pha thoát bóng. Tình sẽ có quả đá phạt dành cho FC Fan. Sẽ có một thẻ vàng chăng? Trọng tài đã rút thẻ vàng rồi các bạn ạ. Cầu thủ nhận thẻ vàng là số 34. Bên phía FC Fan, đội trưởng Hoàng Tôn có lực sút rất tốt. Anh sinh năm 1983 và cao 1m72.
Trọng tài yêu cầu FPA làm lại hàng rào. Khá nguy hiểm. Một pha đá phạt cầu vồng. Thủ thành số 1 của FPA đã có tình huống cứu thua khá xuất sắc. Hoàng Minh Giang. Không được. Pha đá phạt góc. Không có gì lợi hại. Báo. Dũng. Một pha chuyền bóng bóng đầu rất hay. Không có gì. Trần Hiền phá bóng trung bóng vào mặt. Trọng tài sẽ tung bóng để tiếp tục tình huống. Trọng tài Đức, mặc dù tuổi cao tuy nhiên ông vẫn còn nhiều pha xử lý rất chuẩn xác. Mới góc quan sát thuận lợi, trọng tài Đức luôn mắt. Đảm bảo sự công bằng cho cả hai đội. Giang. Sút được. Rất đông đội, anh truyền cho Văn Tình. Đây là bàn thắng thứ hai của Văn Tình trong trận đấu này và người kiến tạo là Hoàng Minh Giang. Giang. Giang Tình. Hoàng Minh Giang đã có 3 kiến tạo trận đấu này và một cú đúp. Anh là một trong những ứng cử viên xuất sắc cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Dũng. Không được. Rất có thể những phút còn lại Hoàng Minh Giang sẽ về thủ môn để nhường vị trí tấn công dành cho thủ môn Hải. Giang. Không được. Cơ hội. Bóng vẫn ở trong chân Giang. Giang thi đấu rất thăng hoa trận đấu này. Rất khéo. Rất khéo. Hoàng Minh Giang có ngoại hình không cao, tuy nhiên anh xử lý bóng rất khéo. Với số áo 19 đang mặc, anh gợi nhớ đến cầu thủ Quang Hải. Tuy nhiên khác với Quang Hải là anh chơi được tốt cả hai chân. Hoàng Minh Giang, mặc dù thể hình không cao, tuy nhiên sức bật của anh rất tốt. Anh đã ghi rất nhiều bàn thắng trong những tình huống không chiến. Những pha bật nhảy của Hoàng Minh Giang luôn gây bất ngờ cho đối phương. Fan đang tổ chức trận đấu khá chậm rãi. Cách biệt hiện tại là an toàn. Hiền. Bóng đang có chân trong tôm. Tốt. Khá nhịp nhàng. Hoàng Tôn. Minh Giang. Hoàng Tôn. Giang đang có bóng. Giang thi đấu thăng hoa trong trận đấu này. Anh thi đấu rất rộng. Hiện tại anh đã lùi về đã vị trí hậu vệ lệch cánh. Rất hợp lý. Có lẽ Hoàng Hải đang đứng rất lạnh vì trong những phút vừa rồi anh FC Fan tăng cầm bóng khá lâu. Quốc Bảo. Quốc Bảo thi đấu khá xuất sắc. Anh đã có cú đúp trong trận đấu này. Không được. Hoàng Minh Giang. Liệu có hat trick không?
có vẻ như hai quả bóng đã va vào nhau. Bảo khá hợp lý. Tuyến dưỡng của FPA là hiện không cầm được bóng. Hoàng Tôn, cơ hội Trần Hiền, một bàn thắng của Trần Hiền. Bên phía FC Fan đang có sự thay đổi cầu thủ và cầu thủ Quốc Đông sẽ vào sân. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần bình luận ở những trận đấu tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mấy bàn nhỉ?